Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 116. Chuyện người múa giáo. Tiền thân Dubhaka. Thưa sư trưởng, di thầy, câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong tiền thân Gijaha số 427 chương 9. Bậc đạo sư gọi tỷ kheo ấy: Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, mà thổ trước ông cũng đã khó bảo rồi. Do khó bảo không làm theo lời khuyên của bậc hiền trí, nên ông bị cây giáo đâm phải và mạng chung. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình diễn trò nhào lộn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát có trí tuệ, hiện xảo trong phương tiện. Với một nhà diễn trò nhào lộn khác, Bồ Tát học nghề múa với ngọn giáo và cùng đi với thầy, đi khắp đó đây để biểu diễn. Vị sư trưởng chỉ biết nghề múa với bốn ngọn giáo, chứ không biết múa với năm ngọn giáo. Một hôm, trong khi biểu diễn tại một ngôi làng, vị sư trưởng ngà ngà say, đặt mỗi dãy năm ngọn giáo và nói: Ta sẽ biểu diễn điệu múa với năm ngọn giáo. Bồ Tát liền nói với vị ấy: Thưa sư trưởng không biết nghề múa với năm ngọn giáo. Hãy cất đi một ngọn. Nếu sư trưởng biểu diễn, sư trưởng sẽ bị ngọn giáo thứ năm đâm phải và mạng chung. Sư trưởng khá say nói: Con không biết được khả năng của ta. Sư trưởng không nghe lời của Bồ Tát, múa qua được bốn ngọn giáo, nhưng đến ngọn giáo thứ năm bị giáo đâm thủng như qua Madhuka trên cành. Sư trưởng nằm quằn quại trên la. Bồ Tát nói: Do không nghe lời bậc hiền trí nên thầy gặp phải nạn này. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: Thưa sư trưởng, vì thầy làm quá sức của thầy, thầy không ưa không thích lời khuyên này của tôi, bốn giáo thầy múa qua, ngọn thứ năm đâm chết. Nói vậy xong, Bồ Tát đỡ thầy ra khỏi ngọn giáo và làm những gì cần phải làm sau cùng cho xác thân thầy. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị sư trưởng là tỷ kheo khó bảo này, còn người đệ tử là ta vậy. Ha ha ha, 问三摩地娑。